Theo công tố viên, lý do đề xuất tạm giam 3 trong số 14 bị cáo là để không gây cản trở trong quá trình điều tra, ảnh hưởng đến nhân chứng và tiếp tục hoạt động phạm tội. Sau cuộc can thiệp hôm thứ Ba, cảnh sát đã buộc tội thị trưởng Khomutov, Marek Hrabach và 13 người khác cùng với 5 công ty về tội nhận hối lộ, thương lượng để trục lợi khi trao thầu hợp đồng công, trốn thuế, phí và lạm dụng chức quyền. Hoạt động tội phạm được cho là diễn ra từ năm 2022 đến nay. Ông Hrabach đối mặt với án tù 12 năm. Trong số bị cáo có giám đốc vườn thú Khomutov Vera Fritschova, giám đốc cảnh sát thành phố Khomutov Tomáš Douda, luật sư Tomáš Kindl và một chính trị gia của vùng Karlovarsko hiện đang ở nước ngoài. Ông Hrabach là ứng cử viên của phong trào ANO trong cuộc bầu cử khu vực vào mùa thu. Sau khi xảy ra vụ việc, phong trào ANO đã loại ông ra khỏi danh sách ứng cử viên.